Thầy Nguyễn Công Chính xin chào tất cả các bạn, chào các em. Chào mừng các em đến với khoa học toán online 12, luyện thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 môn toán của thầy Chính. Thầy rất vui mừng được chào đón các em đến với khoa của thầy. Để đăng ký khóa học thì các em có thể nhắn cho thầy qua Facebook Công Chính, thầy Chính Đức Phúc hoặc qua số điện thoại mà thầy đã ghi ở đây. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn mua sách tham khảo, ta có thể inbox cho thầy qua Facebook Sách Toán Thầy Chính. Khóa học toán online này của chúng ta sẽ được kéo dài 1 năm, bắt đầu từ ngày các em đăng ký khóa học với thầy và sẽ kết thúc vào khi chúng ta ôn thi xong kỳ thi đại học. Chúng ta sẽ có hai khóa học, một khóa tổng ôn toàn diện các kiến thức luyện thi chính là khóa này, và chúng ta còn một khóa nữa, được chưa nào? Đó là khóa luyện đề. Chỉ có hai khóa học như vậy thôi, nhưng em chú ý cho thầy là khi học thì ta lưu ý là chúng ta không cần phải tham gia quá nhiều các khóa học, các lớp học, hoặc là đi luyện thi, hoặc là tham gia học thêm nhiều đâu. Thầy nghĩ rằng cái phương pháp học và cái định hướng của chúng ta ấy, tiếp cận như thế nào để học được mà học đi học ít nhưng mà để tiếp thu hiệu quả được nhiều, đó mới thực sự là quan trọng. Và làm như thế nào mà kiến thức của chúng ta đến khi mà ôn thi chúng ta vẫn nhớ được để tổng ôn được, chứ nếu bây giờ chúng ta học mà về sau chúng ta lại quên, hoặc chúng ta học vội quá, chúng ta học không chắc, thì chúng ta sẽ phải học lại nhiều lần, lúc đó sẽ gây ra mệt mỏi. Vậy nên học không cần phải quá nhanh, chậm mà chắc, đầy đủ, nhưng học đến đâu lại phải chăm chỉ luyện tập luôn đến đấy cho nó nhớ. Nhớ chưa nào? Và có những cái mẹo hoặc là có những cái phương pháp như thế nào để cho chúng ta học mà chúng ta nhớ nhanh, làm bài nhanh, nhất là trong kỳ thi trắc nghiệm nữa. Đúng chưa nào? Thầy mong muốn rằng là qua đây thầy sẽ gửi gắm đến cho chúng ta tất cả những kinh nghiệm mà bản thân thầy có, cộng với sự học hỏi, tìm tòi của các em. Thầy tin tưởng rằng các em sẽ có một nền tảng thật là vững chắc và vượt qua được kỳ thi, được chưa, hiệu quả, thành công. Khi mà học thì có thể thầy sẽ viết giấy, viết bảng, hoặc là thầy sẽ trình bày làm một cuốn sổ. Bài tập thì các em có thể in ra để làm, nhưng mà đó chỉ là bài tập trắc nghiệm thôi. Còn phần bài tập tự luận, thầy đề nghị các em có sổ sách, giấy tờ, viết đầy đủ chi tiết và viết thảo sao cho thật là dễ hiểu. Chú ý rằng là không phải là thầy không muốn chúng ta chỉ in trắc nghiệm không thôi, mà các em biết tại sao không? Để rút kinh nghiệm kỳ thi 2018 ấy, người ta nhận ra rằng là phải tổng ôn kiến thức thật là chắc chắn và phải làm tự luận thật cẩn thận, chứ không được phụ thuộc vào máy tính. Nếu chúng ta phụ thuộc máy tính thì chúng ta sẽ vừa mất cả tư duy, vừa mất cả cách trình bày, được chưa nào? Chúng ta sẽ không có một cái gì mà người ta gọi là mất cả trí lẫn trái đấy. Thầy cũng không muốn nói nhiều về những vấn đề đó. Thầy chỉ muốn khẳng định với các em, muốn học tập cẩn thận mà hiệu quả thì các em phải là người nghiêm túc, trách nhiệm với chính bản thân mình đã. Nó thể hiện qua cái việc đó là em hiểu như thế nào và em trình bày như thế nào qua đây đã. Em nhớ chưa? Muốn ăn được những câu khó, muốn được điểm cao, điểm tốt thì mình phải là người làm chủ kiến thức, phải thật chắc chắn về phần này. Các em nhớ chưa? Như vậy, thầy đề nghị trong giấy tờ sổ chúng ta chọn cho thầy một quyển thật là dày đi và viết phân dạng chi tiết ra thì nó sẽ hiểu hơn. Còn bài tập trắc nghiệm thì chúng ta sẽ làm thêm sau mỗi khi bài học, làm bài tập về nhà. Và thầy Chính vẫn sẽ đưa đáp án và giúp đỡ cho chúng ta những phần chúng ta khó khăn thắc mắc. Các em nhớ nhé. Chúng ta sẽ đến với bài thứ nhất. Chuyên đề 1. Chủ đề 1. Chương 1. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan đến ứng dụng đạo hàm. Khảo sát hàm số.
bài toán. Ứng dụng đạo hàm. Tiếp theo trong chuỗi bài giảng về ứng dụng của đạo hàm và khảo sát hàm số trong chương 1 này, thì thầy xin được phép nhắc lại một số cái định nghĩa, định lý và các cái điều lý thuyết cần biết thông qua cái bài giảng này. Thì đầu tiên, các em ghi cho thầy, chúng ta ghi chuyên đề 1. Chuyên đề 1, bài 1 cũng được. Mỗi một bài chúng ta gọi là một chuyên đề. Tính đơn điệu của hàm số. Tính đơn điệu của hàm số. Hoặc còn gọi là sự đồng biến nghịch biến cũng được. Viết thêm cho thầy, đồng biến, nghịch biến. Rồi.